Của tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm, hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách. We'll be right back.
thể Thu Phi một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin mời. Quý vị thân khách quý, vâng, có đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy được tình mẹ, và mái trời đồng đồng không phủ kín công cha. Tận tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mắc cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vâng, và con gái Hoàng Tính và con rể Văn Hưng, ngày hôm nay thì cũng không thể quên được những công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến để có được ngày vui, ngày trong lành nhất của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, để làm đại lễ tạ ơn, nhằm tạ ơn và lời thỉnh cầu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân khách quý, đại lễ tạ ơn của con gái Hoàng Tính và con rể Văn Hưng tại địa chỉ Bản Giói, xã Đơn Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Và ngay như đây lúc này đây thì bác tổ chức chúng tôi sẽ được trình trọng tuyên bố lạy lễ tạ ơn của con rể Văn Hưng và con gái Hoàng Tính sẽ được chính thức bắt đầu. Và các vị đó đã một tràng vỗ tay thật lớn đi quý vị ơi. Tò mè bên ông ải êm bên đi cứ mang sóng lướt qua trời trong bên tỉ xiềng cơn trắng hờn bằng ô mới có lúc tà mới ào à chụp con mắm bông mới đại ải đại nòng vô buồn bưng chúc buồn nên nào tò mè bên ông ơi cứ sắc của mẹ ảo việt hưng á cứ nhớ lấy sống xuân phải xuống phú xuống già cứ đây lại vì mỹ đại khẩu đồ người một lưng đẹp chắc ngắm sắc mặt của mẹ ảo việt hưng á cứ bước lúc sự cổng ải điểm xưa làm phú phà bước lúc sự cổng nhất điểm xưa nằm phe sở về nhớ sắc của mẹ sầu cứ nhớ kiếm ma hà đây mới mặt phát gần đó mới sấy cái nồi vẫn thì chân không tay khỏi lòng phóng hèn chân dung chân tà sắc mà đi mới chân mì cứ nhắc hiện đại ải đại êm đại phò đại mẹ ải nong vạn tử na lừa sóng nhân sám xá sóng bản sám na có mất bạn mất bùa mất đằng bầu sau người bao dù sòn đàm cho sóng phái chưa hân sức khỏi tay cử vững như sẵn ngọc sơ bàn tổ chức sống khỏi cờ sòn tăng là chưa hân sóng cảm ơn phò mẹ ải nong giúp lại na đúc tà giúp lại bàn ông mất chuyện bị tì mớ hào khăn xỉnh sờ xên sáng đầy cây sáng bền xên sáng ơ đờ thầm mất đầy thời đăng áo chờ con đó phò mẹ tì đo ngài em chúc phù lại con á. Vâng, và ngay giây phút ở đây thì trân trọng kính mời đại gia đình yêu thương của chúng tôi sẽ có đôi lời phát biểu và cảm ơn tới toàn thể quý vị thân khách quý. Và xin lời trân trọng kính mời bác Đào Văn Cư sẽ đại diện cho hai bên gia đình có đôi lời phát biểu và cảm ơn tới toàn thể quý vị thân khách quý. Xin lời trân trọng kính mời bác ạ. Các cụ ông, cụ bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, bạn bè thân thiết gần xa của hai con chúng tôi, tại buổi tiệc ngày hôm nay, được sự nhất trí của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xã Luân Giói, gia đình hai con chúng tôi tổ chức lễ tạ ơn tại xã Luân Giói với là cảm ơn và chúc phúc cho mẹ vợ là Lò Thị Cu. Hôm nay hai gia đình của hai con ở bên nội bên ngoài, đặc biệt là hai con chúng tôi tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn đấy những người mẹ người cha đã sinh thời ra mình để trưởng thành đến ngày hôm nay. Thay mặt cho gia đình của hai con chúng tôi, trước hết xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông quý bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, bạn bè thân thiết gần xa đã dành thời gian là ngọc vàng của mình về không quản những đường xá xa xôi đến dự bữa tiệc tạ ơn của hai con chúng tôi ngày hôm nay. Những lời tình cảm và chân thành dành đến của hai con chúng tôi tại bữa tiệc ngày hôm nay chúc phúc cho hai con chúng tôi thêm những hạnh phúc trăm năm. Và xin thay mặt cho hai gia đình của bên nội bên ngoài của hai con chúng tôi xin được gửi tới tất cả các quý ông quý bà cha mẹ cô dì chú bác hôm nay là xin trân trọng
được phép gia đình chúng tôi kính mời một bữa tiệc rất thật hạnh phúc đối với hai gia đình của chúng tôi, đặc biệt là hai con chúng tôi. Và trước thềm năm mới, xin thay mặt cho gia đình của hai con chúng tôi xin gửi tới và chúc sức khỏe các quý ông, quý bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, bạn bè thân thiết gần xa đã đến chung vui bữa tiệc của hai con chúng tôi ngày hôm nay. Chúc mừng năm mới, một sức khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng kính mời quý khách dùng bữa cơm cùng gia đình chúng tôi. Vâng, mời quý vị nè, đón một tràng vỗ tay thật lớn nào, quý vị ơi. Vâng, và chân thành cảm ơn đời phát biểu rất ngọt ngào của bác, quả đúng là đời phát biểu như ngọt, như hoa, như âm tỏa ra môi trường. Vâng, ngay lúc này đây, quý trân trọng kính mời và tiếp tân của gia đình. Vâng, và cho phép tại gia đình chúng tôi được mời tất cả quý vị một chén rượu nồng nàn, đong đầy tình cảm và chúc mừng năm mới được không, quý vị ơi. Vâng, và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng rót ra những ly rượu của mình và cùng vang lên một lòng thanh chúc mừng năm mới được không, và chúc cho chú con rể Việt Hưng và con gái Quảng Kính trăm năm hạnh phúc được không, quý vị ơi. 1 2 3 xô, 1 2 3 uống, và 1 2 3 chúc mừng được không, quý vị ơi. Sẵn sàng chưa? 1 2 3 xô, 2 3 uống, 2 3 chúc mừng. Xin mời quý vị ạ. Vui ngày trọng đại nhất của mình, và những món quà sẽ được động viên thúc đẩy cho tình cảm, cũng như là thúc đẩy cho các bạn trẻ của chúng ta có động lực phấn đấu và trải qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống này. Và cũng xin được đỡ đời cho con rể Văn Hưng và con gái Quảng Kính. Vâng, xin được chân thành cảm ơn anh chị đã có món quà yêu thương để động viên tinh thần hai em, và kính chúc anh chị sẽ luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Và quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn món quà đến từ lại gia đình của chúng tôi được không ạ? Vâng, quý vị ơi, một món quà rất là ý nghĩa, rất là tình cảm, sống với nhau nhiều năm lắm rồi đúng không ạ? Làm lại đi. Vâng, xin mời, xin mời. Cho phép MC mượn lại cơ bó hoa này một chút ạ. Vâng. Vâng, xin mời Văn Hưng thể hiện sức mạnh tình yêu của mình nữa đi ạ. Vâng, quay đầu vị trí bắt đầu. Và quý vị ơi, lần này quý vị không được trượt đâu nhá. Vỗ tay thật to thật dài quý vị ơi. 1 2 3 rồi, vỗ tay thật to đi ạ. Vâng, cảm ơn chàng vỗ tay của toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Vâng, chào mừng.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.